Hi, xin chào các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình, mình là Kiên và chúng ta lại gặp nhau mỗi tối thứ năm hàng tuần. Tuần này thì mình có một cái điểm thông báo, đó là hiện giờ mình đang được một cái shop nước hoa tại Hà Nội tài trợ nước hoa cho mình để có thể review. Nên là nếu như bạn nào muốn mình review chất hoa nào thì các bạn hãy cứ comment bên dưới nhá. Tại bây giờ mình không phải mất tiền để mua chất hoa rồi mà có hẳn một shop tài trợ cho mình. Và nếu như bạn nào cũng đang lăn tăn về cái vấn đề đó là nếu như được tài trợ như thế thì kênh của mình nó còn khách quan, nó còn chân thực nữa không, thì mình phải đảm bảo các bạn rằng là có. Tại vì nếu như shop này hay là kể cả bất cứ shop nào hợp tác với mình mà đề cao cái vấn đề đó là hai chai nước hoa lên để bán để đẩy hàng thì mình sẽ không nhận những cái tài trợ như vậy. Nên là sau khi thảo luận thì mình cũng đã thống nhất với chủ shop đó là mình sẽ review một cách khách quan nhất, chân thật nhất. Và nếu như ok thì em hãy tài trợ cho anh, còn không thì anh có thể bỏ tiền túi ra mua cũng được, hoặc là anh mượn anh em của anh. Và chúng mình đã đi đến thống nhất. Nếu như bạn nào thì cũng qua đây, mình muốn nói rằng là nếu như bạn nào đang quan tâm đến nước hoa ấy thì các bạn có thể xem cái đường link ở phía dưới, các bạn đỡ phải inbox mình. Tại vì có nhiều bạn inbox mình là anh ơi mua nước hoa ở đâu, anh có bán nước hoa không, mình rất là ngại rep cái vấn đề đấy, kể cả trên YouTube lẫn inbox của mình. Nên là nếu như bạn nào quan tâm thì các bạn có thể tham khảo phía dưới, tất cả chỉ là tham khảo thôi, còn lựa chọn mua ở đâu là tùy bạn. Thì cái shop này nó cũng sắp mở tại Sài Gòn nữa, nên là rất là tiện để cho những bạn nào có thể qua ngửi mùi và mua hay không nữa là lựa chọn của các bạn. Thì ngày hôm nay mình đã được tài trợ hai chai nước hoa của nhà Nissone, đó là Gudong Cha và Annie. Đây, đây là Annie và đây là Gudong Cha. Thì hôm nay mình sẽ review hai chai nước hoa này. Chai nước hoa đầu tiên mình review đó chính là Gudong Cha. Đây về ngoại hình của em nó. Thì mình sẽ không review về ngoại hình nữa nhá, tại vì mình đã có review về ngoại hình của Hasivat rồi, nó cũng giống nhau thôi. Chai này cũng là chai 50ml. Và mình đã đọc được rất nhiều những cái bình luận ở trên mạng, đó là rất là khen ngợi em Gudong Cha này, nó là một cái mùi hương trà ô long rất là nịnh mũi. Thì sau khi mình được cho cái vial về để thử mùi thì mình phải công nhận rằng mùi hương này nó rất là nịnh mũi. Nhưng mà có một cái vấn đề mình phải nói rõ ở đây, đó là cái mùi trà ô long. Thì khi các bạn xịt cái mùi hương của Gudong Cha ra thì các bạn sẽ thấy rằng cái mùi hơi chua và nó có phần hơi vỏ vỏ của quả chanh và cái vị ngọt của cam. Thì khoảng tầm 10 phút sau thì cái vị của cái vỏ chanh và cái vị hơi xanh ở đây nó sẽ mất đi, và cái mùi của cam nó sẽ, cái mùi ngọt của cam nó sẽ, trên da mình nó sẽ xuất hiện rất là rõ và có phần rất là mọng nước, nó như kiểu những cái tép cam vậy. Có lẽ là do cái hiệu ứng của cái mùi của vải nữa. Và nếu như ngửi kỹ thì bạn sẽ thấy một chút thoảng nhẹ của lá trà. Và càng về sau dry down thì cái mùi lá trà ở đây nó lên rất là rõ. Nhưng mà nếu như bạn nào đang hy vọng Gudong Cha là cái mùi trà nó rất là rõ ràng, như là nó có vẻ hơi cặn cặn một chút, hơi khói một chút như những mùi của Russian Tea của nhà Mass Square hay là Tea for Two của nhà Artisan ấy, thì Gudong Cha không phải là một cái mùi hương như vậy. Với mình ấy thì mùi của Gudong Cha là một cái mùi citrus và được điểm nhấn bằng mùi trà, chứ không phải là những cái mùi trà nó thuần về trà nhiều. Đây là với mình, đây là mùi của Gudong Cha là mùi thuần về citrus. Nếu như bạn nào đã ngửi những cái mùi như kiểu Minty Men ấy thì đấy, mùi của Gudong Cha nó cũng sẽ nịnh mũi đến như vậy. Và dry down thì nó cứ như vậy thôi, mùi trà và mùi nó như kiểu là một cái ly trà đào cam, trà cam xả nhưng mà bỏ xả đi, và cái vị ngọt của cam ở đây nó rất là nhiều và cái vị trà nó chỉ thoang thoảng nhẹ nhẹ thôi. Thì đó là tất cả những cái gì mà mình cảm nhận về Gudong Cha này. Và Gudong Cha ở trên da của mình nó cũng có phần hơi kiểu swag bi một chút. Trên da của những anh em chơi mình thì anh em hay miêu tả nó là mùi của nước rửa chén ở trong cái tách trà sau khi rửa nó bị cặn lại ấy. Đó, nhưng mà với mình thì trên da mình thì nó có phần ngọt nhiều hơn, nó không có ít bị swappy, nó vẫn có swappy một chút nhưng mà nó không quá là nhiều. Nhưng mà thực sự ở đây là một cái mùi hương rất là nịnh mũi. Và nếu như hỏi mình có nên mua Gudong Cha hay không thì mình phải nói cái là nếu như bạn nào mong chờ một cái mùi hương trà đậm đặc, nó rõ trà thì Gudong Cha không phải là lựa chọn cho bạn. Còn nếu như bạn nào là muốn một cái mùi hương sử dụng vào mùa hè hay những mùa nóng, hay đơn giản là một cái mùi hương rất là đa dụng, bám tỏa tốt, thì Gudong Cha là một cái lựa chọn khá là ngon đấy bạn. Một cái mùi citrus
được điểm nhấn rất là khéo bằng trà, chứ không phải là một cái mùi trà citrus. Đó, chúng ta phải làm rõ hai vấn đề đó với nhau. Và em này thì những cái mùi hương của nhà Nishane này nó luôn luôn bám đặt tốt, tại vì đây là một cái nhà nước hoa đến từ Thổ Nhĩ Kỳ có phần hơi Trung Đông. Và Nishane Oolong Cha này bám trên da mình tầm 7 đến 8 tiếng rất là tốt, và nó tỏa hương cũng khá là ok. Nên là nếu như các bạn lựa chọn em này sử dụng mùa hè thì mình nghĩ rằng là rất là tốt, vì những cái mùi hương citrus mà nó có điểm nhấn, hay là kể cả những cái mùi citrus đơn giản mà sử dụng mùa hè ấy, thì thường tuổi thọ chỉ tầm 6 tiếng thôi. Nhưng mà với Oolong Cha này thì nó sẽ bám tầm 8 tiếng, và nhiều người thì nó được tầm 10 tiếng, mà mùa hè nó rất là ok. Có một cái giá tiền hơi trở ngại, đó là với chai nước hoa 50ml này thì nó có tầm giá khoảng tầm gần 4 triệu đồng, khá là chát. Nó như kiểu là bạn uống một cốc trà đào ở một quán trà chanh ở trên chỗ Đào Duy Từ, và bạn uống trà đào ở trên chỗ The Coffee House ấy, hai cái nó khác nhau. Nhưng mà mùi hương ở đây và cái độ bạn nhận được khi bạn bỏ giá tiền ra, bạn nhận được một cái mùi hương rất là ổn định mũi. Và cái thứ hai đó là độ bám tỏa rất là tốt, thì mình nghĩ rằng là nếu như bạn nào tài chính tốt thì các bạn hãy mua Oolong Cha, và nếu như tài chính thực sự chưa tốt thì không nhất thiết phải mua em này làm gì cả. Và chúng ta đến với chai nước hoa số 2, đó chính là Annie. Đây. Đó. Thì trước khi thử Annie, trước khi review Annie thì mình đã thử qua 2-3 mẫu khác của nhà nước hoa Nishane này, đó là B612 và một cái mùi vani nữa. Mình không nhớ tên, mình sẽ để hình đây, tại vì mình không nhớ tên cho lắm. Thì mình đã lựa chọn Annie để có thể recommend cho các bạn. Đây không phải là chai nước hoa mà mình bị bắt phải review, mà đây là cái lựa chọn của mình để recommend tới cho các bạn và những bạn nam. Tại vì với Annie ấy, thì mình đã phải ngửi qua vial phải 3-4 lần, và mình phải lấy chai full về xịt qua 1-2 lần nữa thì mình mới lựa chọn cho các bạn. Chỉ dùng một từ, đó là ngon. Ngon từ mùi hương cho đến cái sự chuyển biến, cho đến cái độ bám tỏa rất là ok về mọi mặt. Và khi cái mùi hương của Annie này xịt ra thì thật sự là mình cũng khá là bất ngờ. Tại vì thường ấy, những cái nhà nước hoa Thổ Nhĩ Kỳ hay là những cái nhà nước hoa Trung Đông ấy, họ làm những cái nốt hương vani, những cái nốt hương ngọt ngào, và những cái đi kèm với những cái combo như là tiêu hay là các nốt gia vị ấy, họ sẽ làm bị cái cảm giác rất là nồng, rất là gắt, gây khó chịu cho cả người ngửi lẫn người xịt. Nhưng mà ở đây, ở Annie này, tiêu và gừng được làm rất là khéo léo. Nó vẫn vang những cảm giác hơi cay nhẹ một chút, hơi ấm nhẹ một chút, nhưng mà nó được làm rất là tròn trịa. Và nếu như ngửi kỹ, các bạn sẽ thấy một cảm giác hơi kiểu ẩm ẩm, ướt ướt và hơi chua chua nữa. Đó. Và cái vibe vani bạn cũng sẽ được ngửi ngay từ đầu nếu như bạn là người đã ngửi qua vài mùi vani rồi. Tại vì những cái mùi vani thì nếu như bạn nào ngửi qua vài mùi vani thôi, các bạn thấy rằng cái vị ngọt của vani nó sẽ không trượt đi đâu cả, ngửi phát là biết ngay. Thì ở chai nước hoa này khi các bạn xịt ra, các bạn thấy cái điều vậy. Cái vani đấy nó chỉ hơi thoảng nhẹ ở phía sau thôi, và càng về sau thì vani nó lên càng rõ. Vani ở đây nó rất là thanh và ngọt, và cái vị tiêu, cái vị cay và cái vị ấm của tiêu nó cũng sẽ dịu xuống, cái vị chua nó cũng dịu xuống. Cái mà cái vị chua ở đây nó vẫn được giữ lại nhá, nó làm nên cái nét đặc biệt của Annie, đó chính là cái mùi vani nó không bị hơi hướng bột quá, nó cũng không bị hơi hướng ấm quá hay là ngọt quá, mà vani ở đây nó làm hơi kiểu fruity, hơi kiểu chua chua. Đó, một cái hướng là mùi rất là đặc biệt mà mình kiểu sau khi ngửi, sau khi dry down mình bảo wow, đầu tiên ngửi cái mùi vani nó làm theo hướng kiểu đặc biệt như thế này. Nhưng mà cái vibe này, cái vibe vani làm theo cái hướng kiểu này ấy, thì mình thấy rằng là nó sẽ đa dụng hơn là những cái mùi vani làm theo hướng kiểu ngọt, kiểu ấm. Tại vì những cái mùi ngọt và ấm ấy thì các bạn chỉ có thể sử dụng ở mùa đông thôi. Nhưng mà cái hướng làm vani kiểu chua này và rất là kiểu tròn trịa, phải dùng một từ đó là tròn về tất cả các mặt, thì các bạn có thể sử dụng vào kể cả mùa đông lẫn mùa xuân hay mùa thu. Có lẽ nếu như mùa hè thì đầu hè thì được, còn nếu như mà mùi này mà sử dụng vào giữa hè thì có lẽ ở Hà Nội nó sẽ hơi nắng nóng. Nhưng mà em này mà sử dụng vào Sài Gòn mà buổi tối chắc là rất là ok đấy. Và về cái độ bám tỏa của em nó ấy, thì em nó bám tỏa siêu khủng khiếp anh em ạ. Trên da mình 12 tiếng, 10 tiếng đổ lên. Ngoài mấy hôm mình xịt buổi tối, đến ngày hôm sau, trưa ngày hôm sau vẫn còn nồng nàn mùi luôn. Đây là mùi của nhà Nishane này,
họ làm những cái mùi như kiểu Gulong Cha kia bảo tốt rồi, những cái mùi này thì khỏi bàn luôn. Lúc nào 10 đến 12 tiếng và tỏa ra lúc nào cũng ngửi thấy. Nên là không phải suy nghĩ gì cả. Nó như kiểu nhà Montel hay nhà Mansilla ấy, họ làm mùi kiểu rất thiên về cái độ bám tỏa mùi hương nhiều hơn. Thì ở Henley này nó là một cái mùi hương bám tỏa rất là tốt, nếu như anh em mà lo lắng với vấn đề đấy. Và cái phong cách sử dụng mùi này thì với mình ấy, mình nghĩ rằng là nếu như bạn nam nào thích một cái mùi hương gọi là nó mang cái tính signature scent và một cái mùi ngọt kiểu vani nhưng mà làm theo một hướng không đụng chạm ai cả, không trùng với bất kỳ ai cả, thì các bạn có thể mua chai nước hoa Annie của nhà Nisane này. Một cái mùi hương làm rất là lạ, có nghĩa là bạn sẽ gần như là ít đụng hàng với ai. Tại vì một phần là vì cũng giá nó cũng cao nữa chứ không phải là giá nó rẻ. Nếu như giá nó tầm 2 triệu thì chắc là chai nước hoa này sẽ rất là hot rồi, nhưng mà giá nó hơn 4 triệu cơ. Nên là việc mua em này thì mình nghĩ rằng là nếu như bạn nào đang tìm một cái mùi hương tài chính tốt này, đang tìm một cái mùi hương mà nó mang tính signature scent, thì Annie là một cái lựa chọn mà các bạn nên thử qua. Và chốt lại, hai chai nước hoa này có nên mua hay không thì mình sẽ tóm tắt nhanh, đó là hai em này giá rất cao. Nếu như bạn nào không quá lăn tăn về tiền và thích một cái mùi xài hè thì các bạn mua Gulong Cha Citrus điểm nhấn bằng trà rất là đặc biệt. Và Annie, một cái hướng làm vani rất là khác, vani hơi chua đó, thì nó có mang, đây cũng là một cái mùi signature scent các bạn sử dụng vào mùa đông, mùa xuân, mùa thu rất là ok. Với hai chai nước hoa này thì mình nghĩ rằng là các bạn tài chính tốt thì các bạn sử dụng mua hai chai này, các bạn xịt quanh năm rất là ok. Còn nếu như bạn mong bạn là một người mà có tài chính không tốt và thích những cái mùi hương nó phải phù hợp với túi tiền ấy, thì mình nghĩ rằng là em này, hai em này các bạn nếu như các bạn thích các bạn có thể mua chiết thử thôi. Nhưng mà chiết nó cũng khá là cao ấy, tại vì cái Gulong Cha kia chỉ có phiên bản 50ml, thì cái Annie thì có sẽ rẻ hơn một chút. Nhưng mà các bạn nếu như các bạn thích thì bạn thì thử qua, còn tài chính không tốt thì mình nghĩ rằng là chúng ta còn rất nhiều những cái lựa chọn khác, không nhất thiết phải mua hai em này làm gì cả. Đó là cảm nhận cá nhân của mình về hai cái mùi hương Gulong Cha và Annie của nhà Nisane. Còn các bạn nào đã sở hữu qua hai chai nước hoa này thì hãy comment ở bên dưới và đừng quên like, subscribe và chia sẻ ở kênh YouTube của mình nếu như các bạn thấy video của mình bổ ích. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.